Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay anh em Sinfador lại có mặt ở Hưng Yên. Căn nhà này thì chúng tôi đã hoàn thiện hết cái phần cửa nhôm kính rồi nhé. Toàn bộ là nhôm Sinfa Quảng Đông, phụ kiện Kiên Long chính hãng. Căn nhà này là thiết kế rất độc và lạ, nói chung là tương đối đẹp đấy. Ở đây còn cây khế ngọt rất nhiều quả, ăn ngon lắm. Anh em ở Sinfador thì đã được tiêm vaccine Covid mũi 1 và mũi 2, một số người mũi 2 rồi. Đi làm bây giờ cũng rất là thoải mái. Có cái là đi làm bây giờ mà cứ nhận việc vừa nhận vừa sợ, tại vì kính thì cứ tuần nào cũng tăng, chả tuần nào là không cả, nhôm cũng vậy. Thành ra là bây giờ không biết nhận như thế nào. Tình hình căng thẳng lắm. Chắc từ giờ đến Tết nó còn tăng nữa. Ai mà nhanh chân thì làm trước, thì không càng để lâu càng đắt đỏ. Căn nhà này thì toàn bộ mặt ngoài làm cửa nhôm kính hết nhé. Và cửa nhà vệ sinh cũng nhôm kính hết. Còn đây anh em đang lắp đặt cái lan can kính. Kính thì 10 ly cường lực. Trụ kính tròn và inox đặc nhé. Suốt 304. Làm cái lan can kính này nó cũng rất đơn giản. Đấy thì khi mình đặt kính thì mình phải tính toán kỹ một tí thôi, chứ còn làm như thế này thì cứ lật ngược cái chiều bên dưới lên và bắt cái trụ inox vào. Nhà này được cái là sân rất là rộng nhé. Cái diện tích sân này mà chuyển về Hà Nội thì cũng có thể xây dựng được biệt thự đấy. Còn đây là cái cửa lùa hệ 93 này. Tay khóa chữ D, khóa mặt trong thôi. Còn cái tay mặt ngoài là tôi bỏ để mình trượt cho nó thoải mái, nó không bị vướng vào nhau. Cửa này hướng nhìn ra cái hồ cá koi. Thì hôm nay chia sẻ với anh em cái cách lắp cái lan can kính cường lực. Đấy thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Mình đo thì cẩn thận tỉ mỉ một tí, nhưng đến lúc làm thì nó cũng rất là nhanh. Trước tiên thì mình lắp cái chân vào, sau đó là đặt nó lên trên cái hành lang này, ngắm nghía chỉnh cho nó thoải mái đi, xê dịch cho nó chuẩn các khe hở đi, và độ cao thăng bằng bằng nhau, rồi là mọi chiều nó ok thì mình bắt đầu lấy cái bút lông mình đánh dấu các lỗ để khoan thôi, xong lại nhấc ra và khoan cho nó dễ. Khoan sau là đóng vít vào và chỉ việc thả vào thôi, tại vì mình lấy dấu chính xác mà. Thế là mình nhấc lên mình thả đều xuống là ok. Cái vít inox mà chôn trụ ấy thì mình dùng vít lở inox dài 8 và phi 8. Tức là 8 x 8 đấy. Cái mặt trên cùng thì mình dùng u inox, mình đi gấp máy CNC ấy, mình chụp lên thôi. Bên trong cái cây inox này thì mình bơm keo vào bên trong và mình úp nó lên, thế là sau này nó sẽ chết keo là nó dính chặt. Đấy. Ở trên tầng 2 này cũng có một cái lan can đấy, hình chữ L. Cách thức làm thì nó cũng giống hệt với cái ở trước cái ao cá. Căn nhà này nhìn từ xa thì thấy nổi bật nhất ở cái khu vực quanh đây. Cái lan can kính ở tầng 2 này thì có một tấm dài 2,5 m, một tấm dài 1,5 m. Đấy. Ốp vuông góc mà vào với nhau thành chữ L. Cái kiểu lan can này thì nó cũng rất là cứng và khỏe nhé. Ngoài 5 cái trụ ra thì tôi dùng 6 cái ke vuông 90. Đấy, hai bên tường, hai bên hông ấy, cũng bắt ke đấy giữ cho nó chắc. Ngoài ra ở chỗ nối kính với nhau ấy, hai cái nó đâm đầu vào nhau thì cũng thêm hai cái ke để liên kết vào nữa. Thế là nó rất là khỏe và chắc chắn. Đấy, anh em lắp sắp xong rồi. Thì hôm nay giới hạn là chỉ chia sẻ với tất cả các anh em là cách lắp làm sao cho nó chính xác thôi, thi công cho nó chính xác. Thì mình cứ lắp chân trước, sau đó là nhấc lên và chỉnh trang bằng mắt thường quan sát.
Ok, cái thì mình lấy bút lông mình lấy dấu để khoan lỗ vít thôi. Vậy là ok nhé. Xin chào các bạn nhé. Nhớ đăng ký kênh và like. Cảm ơn.